Trước khi bước vào lượt đấu này thì U22 Việt Nam là đội duy nhất vẫn đang toàn thắng tại kỳ SEA Games lần này. Và đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang là đội có nhiều bàn thắng nhất với 14 bàn thắng được sau 3 trận đấu đầu tiên với U22 Brunei, Lào và Indonesia. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đội hình ra quân của U22 Singapore, gồm có số 18 đó là thủ thành Muhammad Zafan, số 3 Muhammad Irfan, số 4 Rihan Griffin, số 7 Zulkarnain, số 12 Muhammad Siarun, số 27 là Tajeli, số 6 Jacob William, số 11 Haikan Basia, số 17 đội trưởng đó là Irfan Fandiamas, số 10 Muhammad Harris và số 9 là Ihsan Fandiamas. Như vậy là ngày hôm nay thì cả hai con trai của huyền thoại Fandiamas, người đang dẫn dắt U22 Singapore, đều ra sân đá chính ngay từ đầu. Ngày hôm nay thì trọng tài điều khiển chính trận đấu đó là trọng tài ông Amar Esam, trọng tài người Kuwait. Với chỉ một điểm sau 3 trận đấu đầu tiên thì U22 Singapore cũng đã chắc chắn bị loại ngay từ vòng bảng của kỳ SEA Games lần này. Và đây là đội hình ra quân của U22 Việt Nam, gồm có số 30 đó là thủ thành Nguyễn Văn Toản, số 6 Lê Ngọc Bảo, số 21 Nguyễn Đức Chiến, số 18 Nguyễn Thành Trung, số 4 Hồ Tấn Tài, số 7 Triệu Việt Hưng, số 11 Trần Thanh Sơn, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 19 Nguyễn Quang Hải đội trưởng và số 9 tiền đạo Hà Đức Chinh. Như vậy là so với trận đấu gần nhất với Indonesia thì ngày hôm nay U22 Việt Nam đã có 6 sự thay đổi. Đó là Văn Toản bắt thay cho Tiến Dũng, Ngọc Bảo đã thay cho Thanh Thịnh, Đức Chiến thay Tấn Sinh, Việt Hưng thay Hùng Dũng, Thanh Sơn thay cho Trọng Hoàng và ở cao nhất thì Đức Chinh thay cho Tiến Linh. Ông Fandiamas chính là huyền thoại của bóng đá Singapore. Ở trận đấu gần nhất thì các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã trình diễn một lối chơi phải nói là chững chạc và rất tự tin khi mà ngược dòng để vượt qua U22 Indonesia. Nếu như ngày hôm nay U22 Việt Nam tiếp tục có thêm 3 điểm trước U22 Singapore thì chúng ta sẽ đặt một chân vào chơi vòng bán kết với 4 trận toàn thắng. Ở ngày hôm nay thì U22 Việt Nam sẽ thi đấu trong bộ trang phục toàn trắng, bảo vệ phần sân phía bên tay trái và là những người được cầm bóng trước. Trong khi đó thì U22 Singapore ra sân với bộ trang phục màu đỏ. Và tiếng còi của trọng tài Amar Esam đã cho hiệp đấu đầu tiên được diễn ra. Lúc này chúng ta cũng thấy là trời sân Rizal Memorial thì trời đang rất đẹp, mưa đã ngừng và mặt sân cũng khô thoáng. Ở trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ theo giờ Việt Nam thì U22 Thái Lan đã có một trận đấu rất nhọc nhằn vì điều kiện thời tiết và chỉ vượt qua U22 của Lào với 2 bàn thắng trong những phút cuối trận. Ngày hôm nay thì không chỉ có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự mà huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những điều chỉnh về mặt vị trí. Đường truyền dài cho Quang Hải, rất cố gắng, pha xử lý là của Irfan. Như vậy là có vẻ như đúng vào phút cuối cùng thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những sự điều chỉnh. Chúng tôi nhận thấy là số 8 tiền vệ Trọng Hoàng cũng đang đá chính ngày hôm nay. Cùng giờ với cặp đấu mà chúng ta đang theo dõi thì U22 Indonesia cũng sẽ có trận đấu. Pha tấn công của Singapore, đường truyền vừa rồi là của số 10 Harris. Sẽ có quả ném biên dành cho U22 Singapore. Ở trận đấu cùng giờ với cặp đấu mà chúng ta đang theo dõi thì U22 Indonesia sẽ có màn so tài với U22 Brunei.
rồi đã có tình huống việt vị của số 9 là Ihsan Fandiamas. Ngày hôm nay thì U22 Singapore đang thi đấu với đội hình là 5-4-1. Người đang đá cao nhất đó chính là số 9 Ihsan Fandiamas. Cũng như trong trận đấu gặp Indonesia, chúng ta cũng thấy là U22 Việt Nam đang nhập cuộc một cách chậm rãi. Thành Trung. Đường truyền của Ngọc Bảo. Không được. Rất có thể là vào những phút cuối cùng thì Trọng Hoàng được đăng ký để thay cho số 4 Hồ Tấn Tài. Đến thời điểm này thì U22 Singapore vẫn đang trình diễn một lối chơi không thực sự tốt tại SEA Games lần này. Họ chỉ mới có một điểm sau trận hòa với Lào và vẫn chưa ghi bất kỳ một bàn thắng nào. Trong khi đó thì U22 Việt Nam đã có 14 bàn thắng và được ghi bởi 9 cầu thủ khác nhau. Rõ ràng ở thời điểm này thì đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đang có một lối chơi tấn công rất đa dạng và bàn thắng có thể đến từ bất kỳ một vị trí nào. Ở trận đấu với Indonesia thì trung vệ Thành Trung và tiền vệ Hoàng Đức là những người đã có được những bàn thắng đầu tiên tại kỳ SEA Games lần này. Lúc này thì Ihsan Fandiamas đang là cầu thủ duy nhất của Singapore thi đấu tại châu Âu và anh đang đầu quân cho câu lạc bộ là Raufoss của Na Uy. Đã có những lo ngại rằng nếu như trời tiếp tục có mưa thì với mặt sân cỏ nhân tạo, lối chơi bóng bổng và thiên về sức mạnh của Singapore sẽ có lợi thế. Nhưng lúc này chúng ta cũng thấy là mặt sân đang rất khô thoáng và tấn công cho Singapore, tình huống đột phá của Basia. Như vậy là sẽ có một quả đá phạt dành cho U22 Singapore. Người đã phạm lỗi đó là Triệu Việt Hưng. Tại kỳ SEA Games lần này thì Việt Hưng cũng đã có được bàn thắng vào lưới của U22 Brunei ở trận đầu tiên. Chúng ta sẽ cần rất cẩn trọng với những pha đá cố định của Singapore bởi họ có chiều cao rất tốt, như là trung vệ Ihsan Fandiamas, người có chiều cao 1m89. Lúc này đội trưởng Ihsan Fandiamas của Singapore cũng lên tham gia tấn công. Ngoài ra thì tiền đạo số 9 là Ihsan Fandiamas cũng có chiều cao 1m83. Đối chui, đó dường như là một pha đá thẳng của cầu thủ bên phía U22 Singapore. Người có đường truyền đó là số 10 Muhammad Harris. Ngọc Bảo. Ngày hôm nay thì người đá cặp với Thành Trung đã không còn là Tấn Sinh và Văn Hậu. Đức Chiến là người đã vào sân để thay cho Tấn Sinh bị chấn thương. Còn ngày hôm nay thì Ngọc Bảo đang đá ở vai trò thay cho Văn Hậu. Còn Văn Hậu được đôn lên hàng tiền vệ để thay cho số 2 là Thanh Thịnh. Thành Trung. Văn Hậu. Chắc chắn là sau khi được đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ thì những pha dâng cao của Văn Hậu sẽ rất đáng lưu tâm. Đức Chiến. Đường truyền cho Hà Đức Chinh. Trọng Hoàng. Như vậy là bóng đã chạm tay của Harris. Ở trận đấu ngày hôm nay thì một trong những cầu thủ đã chơi hay nhất của U22 Việt Nam trước Indonesia đó là Hùng Dũng đã được huấn luyện viên Park Hang-seo cho nghỉ ngơi và người đang đã thay cho vai trò của Hùng Dũng đó là Triệu Việt Hưng. Văn Hậu. Ngọc Bảo.
Đức Chiến. Đưa chuyền dài của Đức Chiến. Vừa rồi là lần thứ 3 trong trận đấu thì Đức Chiến đã có những đường chuyền dài vượt tuyến, điểm rơi hướng vào vị trí của Trọng Hoàng. Hạ Đức Chinh. Vừa rồi thì Đức Chinh đã có một pha di chuyển rất quái. Quang Hải. Tình huống qua người là khá khéo của Đức Chiến, chỉ tiếc là đường chuyền lại không thành công. Lúc này thì đội hình của U22 Việt Nam đang từng bước dâng cao hơn. Siarun. Ngày hôm nay thì bên phía U22 Singapore cũng đã có 3 sự thay đổi so với trận đấu gần nhất với Thái Lan. Những người đã không ra sân ngày hôm nay đó là số 14 Siahin, số 16 Nakwidin Bin và số 5 đó là Han Wai. Trong 3 trận đấu đầu tiên thì chúng ta cũng thấy là lối chơi của Singapore vẫn là có phần khá đơn giản. Họ chỉ tập trung bóng bổng vào vị trí của Ivan Fandiasmas và thiếu đi những ý tưởng mang tính đột biến trong các pha tấn công khác. Đoàn Văn Hậu. Thành Trung. Thêm một đường chuyền dài. Nhưng đáng tiếc là đường chuyền lại hơi mạnh so với đà băng lên của Văn Hậu. Khá bất ngờ khi mà trong hơn 9 phút đã qua thì khá nhiều lần U22 Việt Nam lại dùng những đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên cho Trọng Hoàng hay là Văn Hậu. Đây là một lối chơi mà chúng ta không thường thấy của U22 Việt Nam trong những trận đấu đã qua, như là trước Lào, Brunei hay là Indonesia. Đến lúc này thì vẫn chưa có một pha dứt điểm nào đáng chú ý được tạo ra về phía khung thành của Muhammad Zafan cũng như là Nguyễn Văn Toản. Hạ Đức Chinh. Tình huống lấy bóng tốt của số 4 là Griffin. Thời gian 10 phút vừa qua, mặc dù là đội bóng được đánh giá cao hơn, nhưng các cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang nhập cuộc một cách cẩn trọng. Họ vẫn đang dành cho các cầu thủ U22 Singapore một sự tôn trọng nhất định. Đó vẫn luôn là một yếu tố cần thiết. Tất cả các trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt các lứa đội tuyển của bóng đá Việt Nam. Đến lúc này thì các cầu thủ U22 Singapore qua 3 trận đấu vẫn đang là một trong hai đội có thành tích kém nhất ở vòng bảng. Họ chỉ nhỉnh hơn các cầu thủ U22 Brunei. Trong trận đấu ra quân của mình gặp U22 Lào thì các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Fandiasmas đã có rất nhiều cơ hội có thể ghi bàn, nhưng họ lại bỏ lỡ rất đáng tiếc. Và bắt bóng chính xác của Văn Toản. Tại SEA Games lần này thì Văn Toản cũng đã phải nhận một bàn thua. Đó là trận đấu mà đội tuyển U22 Việt Nam đã có chiến thắng 6-1 trước U22 Lào. Đội tuyển là của Hoàng Đức. Vẫn là các cầu thủ áo trắng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức.
không được. Các cầu thủ U22 Singapore đang dồn đội hình của mình về khá thấp trên phần sân nhà, ngay trước khung thành của thủ môn Zafan. Văn Hậu, đã có lỗi của Hoàng Đức đối với số 4 là Griffin Stewart. Chắc hẳn đến thời điểm này thì nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn còn nhớ như hình bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Hoàng Đức vào lưới của U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3 vừa qua. Đó nhiều khả năng cũng sẽ là một trong những bàn thắng mà cầu thủ này sẽ rất nhớ trong sự nghiệp của mình. Được chuyền dành cho số 10 Harris. Hiện tại thì các cầu thủ U22 Singapore vẫn đang chơi với sơ đồ là 4-5-1 khi phòng ngự và 4-4-2 khi dâng lên tấn công. Bộ đồ đá cao nhất của U22 Singapore là số 9 Ihsan Fandi và số 10 là Harris. Quang Hải, Ihsan, trọng tài người Kuwait Askanani đã thổi phạt các cầu thủ U22 Việt Nam, và trọng tài người Kuwait cũng đã rút ra một chiếc thẻ vàng, chiếc thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu dành cho Đức Chiến. Đây chính là tình huống đã dẫn đến chiếc thẻ vàng đối với Đức Chiến, nhưng có vẻ như trọng tài người Kuwait đã có phần nặng tay đối với trung vệ áo số 21 của U22 Việt Nam. Đứng trước bóng đang là đội trưởng Ivan Fandiamat, con trai của huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Singapore, đó là Fandiamat. Ivan rất nguy hiểm, cú đá tầm thấp của Ivan, và thủ môn Văn Toản đã phải mất đến 2 nhịp mới ôm gọn bóng. Những tình huống cố định luôn được các cầu thủ trẻ của Singapore rất muốn tận dụng tại giải đấu lần này. Họ có những trung vệ và những cầu thủ tấn công cao lớn, và các học trò của Liverpool Park Hang-seo sẽ cần phải thật sự cẩn trọng ở những tình huống cố định như vậy. Pha làm tường tốt của Đức Chinh, đây là Trọng Hoàng, Việt Hưng, Văn Hậu, đây là Thanh Sơn, vừa rồi có lẽ là tình huống chủ động bỏ bóng của Quang Hải. Đức Chiến, bóng nảy và đã khiến Đức Chinh vừa rồi không thể thực hiện được một tình huống đệm bóng chuẩn xác. Cho đến thời điểm này tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines thì Đức Chinh đã có cho mình 4 bàn thắng, và đó đều là 4 bàn thắng vào lưới của U22 Brunei. Quang Hải, tình huống có phần hơi bất lợi của Quang Hải trước trung vệ đội trưởng Ivan.
lối chơi chủ đạo của các cầu thủ U22 Singapore vẫn là những đường chuyền dài. Quang Hải đang nằm sân. Chắc chắn đây cũng là những hình ảnh rất đáng lo cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Hy vọng rằng chấn thương đối với Quang Hải là không quá nặng. Trong năm 2019 vừa qua thì theo những thống kê, Quang Hải cũng đã có khá nhiều những trận đấu cả trong áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Và cụ thể là trong năm 2019 này thì Quang Hải đã ra sân tổng cộng là 57 trận đấu. Anh ra sân tất cả 15 trận cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và cùng với đó là 42 trận cho màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Nhiều lo ngại đã hướng về Quang Hải khi lo sợ rằng cầu thủ này sẽ bị quá tải tại SEA Games 30. Nhưng những gì mà Quang Hải đang thể hiện cũng đã khiến những lo ngại đó xua tan. Có lẽ Quang Hải vẫn sẽ tiếp tục thi đấu trên sân Rizal Memorial. Chắc chắn rằng với một huấn luyện viên như ông Park Hang-seo thì những chấn thương với các học trò của mình sẽ luôn khiến ông phải lo lắng. Quang Hải đã trở lại. Trọng tài xác định bóng chạm tay của Trọng Hoàng. Rằng cho đến thời điểm này, các cầu thủ U22 Singapore vẫn đang chơi rất quyết tâm. Một tình huống khá giống với bàn thua vừa qua mà Bùi Tiến Dũng đã phải nhận trong trận đấu gặp U22 Indonesia. Nhưng lần này thì Văn Toản đã chơi rất an toàn. Nếu xét về hình thể thì Văn Toản nhỉnh hơn đôi chút so với Bùi Tiến Dũng. Văn Toản có chiều cao khá ấn tượng là 1m85. Đó cũng có thể là lý do mà huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng Văn Toản trong trận đấu này để khắc chế lối chơi bóng bổng của các cầu thủ U22 Singapore. Và một pha ra vào rất chắc chắn của Văn Toản. Pasha. Một quả ném biên cho U22 Việt Nam. Hùng Dũng đang được cân nhắc đưa vào sân. Rất có thể là huấn luyện viên Park Hang-seo muốn có một quyết định thật sự cẩn trọng về trường hợp chấn thương vừa qua của Quang Hải. Và vị huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ muốn bảo toàn lực lượng của mình cho trận đấu quan trọng tiếp theo. Như vậy đúng là Hùng Dũng vào thay cho Quang Hải. Một sự thay đổi người bắt buộc khi trận đấu chỉ mới diễn ra được hơn 20 phút đến từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Hy vọng rằng vết đầu của Quang Hải không quá nặng và anh vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với các đồng đội của mình tại SEA Games lần này. Và trước mắt sẽ là trận đấu quan trọng gặp U22 Thái Lan ở lượt trận cuối của bảng B. Bắt bóng không thực sự chính xác của thủ thành Zafan. Thank you.
Đoàn Văn Hậu. Rõ ràng là hành trình hướng đến tấm huy chương vàng tại kỳ SEA Games lần này của U22 Việt Nam vẫn còn là một chặng đường khá dài, và tất nhiên viên tỉ mỉ như là Park Hang-seo thì ông cần phải có những toan tính thật kỹ lưỡng cho từng trận đấu. Lúc này thì chúng ta vẫn đang có những ưu thế về mặt điểm số và hiệu số tại bảng B. Và một trận đấu hướng đến chiến thắng trước Singapore nhưng vẫn đảm bảo về thể lực và lực lượng là điều rất quan trọng. Và đó cũng là lý do vì sao mà lúc này U22 Việt Nam vẫn đang nhập cuộc một cách chậm rãi. Chúng ta không cần phải quá vội vàng khi mà thời gian vẫn còn rất dài. Hải Đức Chinh, Hùng Dũng. Chắc chắn là sau khi Hùng Dũng vào sân thì tuyến giữa của U22 Việt Nam sẽ cầm bóng tốt hơn. Mặc dù vậy, chúng ta cũng thấy là trung vệ đội trưởng của U22 Singapore đó là Irfan với thể hình cao lớn vẫn luôn chơi rất chủ động trong những pha băng cắt. Thành Trung, Nguyễn Văn Toản, Triệu Việt Hưng. U22 Việt Nam vẫn chưa tạo ra một pha lên bóng nào thực sự đáng kể về phía phần sân đối phương. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn đang tạo ra một thế trận an toàn và vững chắc ở phần sân nhà. Thành Trung, Đức Chiến. Ở phần sân nhà thì bộ ba Thành Trung, Đức Chiến và Ngọc Bảo rất thường xuyên kết nối với nhau bằng những đường truyền ngắn. Văn Hậu, từ đầu trận đấu thì chúng ta ít khi được thấy vai trò của Hoàng Đức. Hơn phân nửa thời gian hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua và thế trận vẫn đang có phần cân bằng. Hải Đức Chinh, một lần nữa chúng ta được thấy sự chủ động của Irfan. Cơ hội tấn công cho Singapore, một tình huống mà Đức Chiến đã can thiệp rất kịp thời. Rất đáng tiếc cho pha tăng tốc vừa rồi của Hùng Dũng. Một chút nữa thì chúng ta đã kịp thời lấy bóng và tạo ra một pha tấn công. Searun. Tiếp tục là một tình huống đá phạt của số 12 Searun. Iksan, Hùng Dũng, cơ hội tấn công. Như vậy là đã có tình huống việt vị của số 10 Faris. Thành Trung, Văn Hậu. Lúc này thì với ưu thế về thể lực thì các học trò con Fandi Ahmad vẫn đang thi đấu bắt sát với các cầu thủ U22 Việt Nam. Thành Trung, U22 Singapore hiếm khi để cho đối phương có được thời gian và không gian để chơi bóng. Việt Hưng, đường chuyền không được, bóng vừa rồi đã không thể vượt qua được Searun. Iksan, tình huống tỳ đè rất mạnh mẽ của Iksan. Và Ngọc Bảo đã buộc phải phạm lỗi với Iksan. Tấm thẻ vàng thứ hai từ đầu trận đấu. Và cả hai chiếc thẻ vàng đều thuộc về U22 Việt Nam. Một pha kéo người rất lộ của Ngọc Bảo. Nhưng chúng ta cũng thấy là đó là một pha tỳ đè và tăng tốc rất mạnh mẽ của Iksan. Tiền đạo năm nay mới chỉ có 20 tuổi. Khi mà những pha tấn công của U22 Singapore vẫn chưa thực sự nhịp nhàng
thì những pha bóng cố định như thế này sẽ là rất đáng lưu tâm. Đó là một đường truyền, không dường như đó là một pha dứt điểm từ xa. Đó là pha xử lý của số 27 Tajeli. Đến lúc này thì tình huống đáng kể nhất mà U22 Singapore tạo ra đó vẫn là đường truyền của Faris và khiến cho Ngọc Toản phải để bóng hết đường biên ngang. Đức Chiến, Hùng Dũng, vẫn là Hùng Dũng đưa truyền cho Đức Chinh, vẫn rất khó để vượt qua hàng phòng ngự chơi tập trung của U22 Singapore. Hoàng Đức, tình huống để mất bóng của Trọng Hoàng. Chúng ta cũng đã thấy rõ được lý do mà huấn luyện viên Park Hang-seo buộc các học trò của mình phải chơi thật sự cẩn trọng cho đến thời điểm này. Rõ ràng các cầu thủ U22 Singapore không phải là một đối thủ dễ chịu chút nào. Họ vẫn đang tạo ra được một thế trận khá cân bằng ở trên sân Rizal Memorial cho đến thời điểm này ở phút thứ 30. Họ vẫn có những miếng đánh gây khó khăn cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo hiện tại đang có được thành tích toàn thắng qua 3 trận đấu, có được 9 điểm với ngôi đầu bảng B. Nhưng rõ ràng là họ không được phép chủ quan. Đây là Hoàng Đức. Pha xử lý là của Hùng Dũng. Đường truyền rất hay. Không có lỗi việt vị của Đức Chinh. Một pha băng ra rất nhanh của hậu vệ cánh trái Siarun. Như vậy sau khi Hùng Dũng vào sân thay cho Quang Hải thì chiếc băng thủ quân cũng được Quang Hải trao lại cho Hùng Dũng. Và tiền vệ áo số 16 Đỗ Hùng Dũng cũng đang chơi đúng vào vị trí mà Quang Hải để lại. Pha xử lý của Hùng Dũng rất tốt, vẫn là Hùng Dũng. Ngay lập tức khi Hùng Dũng thực hiện tình huống đột phá thì có đến hai cầu thủ của U22 Singapore áp sát. Trọng Hoàng, rồi phản công cho cầu thủ Singapore. Và trọng tài đã thổi phạt Trọng Hoàng ở tình huống vừa qua. Hoàng vẫn luôn là một nhân tố hết sức quan trọng trong mọi kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước thềm SEA Games 30 năm 2019 này thì Liên đoàn bóng đá Singapore cũng đã lên kế hoạch tạo ra một dự án hướng đến kỳ World Cup 2034. Và với dự án này thì họ sẽ đưa bóng đá đến với thêm nhiều trường học nữa ở các cấp ở quốc đảo này. Đó là một trong những kế hoạch mà Singapore đề ra, đi kèm với quyết định sẽ cạnh tranh đăng cai của kỳ World Cup 2034, muốn đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với khu vực Đông Nam Á.
Hoàng Đức. Siarun. Iksan. Một pha dâng cao của hậu vệ cánh trái Siarun. Siarun. Pasia. Và xử lý kỹ thuật của Pasia. Tiếp tục là Siarun. Đó là kinh nghiệm của Trọng Hoàng. Của đội Siarun và Pasia vừa rồi của U22 Singapore đã chơi khá quyết tâm ở pha bóng mà mình có được bên hành lang cánh phải của đội tuyển U22 Việt Nam. Nhưng với sự góp mặt của Trọng Hoàng thì mọi vấn đề đã được giải quyết. Lại thêm một cầu thủ của U22 Việt Nam phải nằm sân, và lần này đó là trung vệ Đức Chiến. Một pha băng vào rất quyết liệt của cầu thủ áo số 11 là Pasia. Có lẽ với nhiều người thì thế trận ở trên sân Rizal Memorial trước các cầu thủ U22 Singapore đang khó khăn hơn mong đợi. Đó là đường truyền của Đức Chiến. Nhưng đây cũng có thể là một hiệp đấu thăm dò của U22 Việt Nam. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất dài. Và chúng ta cũng thấy khi sử dụng tiến linh thì ông Park Hang-seo chắc chắn nhận ra rằng anh gặp khó khăn khi phải tranh chấp với những trung vệ cao lớn và chơi thiên về sức mạnh của Singapore, như là đội trưởng Ifan, người có chiều cao 1m89. Và với một vị chiến lược gia đọc trận đấu rất tốt cũng như là rất tỉ mỉ và có nhiều phương án như ông Park Hang-seo, thì chúng ta tin rằng là khi bước vào hiệp đấu thứ hai, U22 Việt Nam sẽ có thêm nhiều lối chơi khác. Đường truyền quá dài là của Pasia. Và như chúng tôi cũng đã nói trước trận, thì đây là trận đấu mà U22 Việt Nam vẫn đang có rất nhiều sự chủ động. Thế nên chúng ta vẫn được phép thi đấu một cách cẩn trọng và chờ đợi những thời điểm nhất định để tung ra những đòn tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Đường truyền của Thanh Sơn. Đường truyền cho Văn Hậu. Một tình huống mà Văn Hậu đã rất cố gắng nhưng đã gặp bất lợi trước số 7 của Singapore. Thành Trung. Điều quan trọng lúc này là U22 Việt Nam cần phải hạn chế những tấm thẻ. Chúng ta đã phải nhận hai chiếc thẻ vàng của Đức Chiến và Ngọc Bảo. Văn Hậu. Hà Đức Kinh. Rất tốt. Cơ hội lên bóng dành cho U22 Việt Nam. Những pha phối hợp rất nhịp nhàng nhưng đáng tiếc đường truyền cuối cùng dành cho Hoàng Đức thì lại hơi sâu. Có cảm giác là những đường truyền dài vượt tuyến của U22 Việt Nam vẫn chưa có cảm giác tốt nhất. Khi còn là cầu thủ thì ông Fadi Esmas đã ghi 55 bàn thắng cho tuyển Singapore và chỉ một trong số đó vào lưới tuyển Việt Nam. Đó là trong chiến thắng 3-2 tại vòng loại World Cup 2 năm 1994.
Đến thời điểm này thì con trai của ông Fadiamat đó là Iksan vẫn chưa có bất kỳ pha dứt điểm nào về phía khung thành của Văn Toản. Asia. Ở trận đấu cùng giờ thì U22 Indonesia đang tạm thời dẫn trước U22 Brunei với tỷ số là 1-0. Nếu như giành chiến thắng trước U22 Brunei thì U22 Indonesia sẽ có 9 điểm sau 4 trận đấu bằng điểm với Thái Lan. Thanh Sơn. Thành Trung. Vẫn là cách lên bóng chậm rãi của U22 Việt Nam. Văn Hậu. Đó là lỗi của số 11 Trần Thanh Sơn. Zafan. Tiếp tục là những đường truyền dài lên phía trên của Zafan cho Iksan cũng như là số 11 là Basia. Lối chơi tấn công của U22 Singapore vẫn không có gì là quá đặc biệt với hàng phòng ngự của U22 Việt Nam. Hoàng Đức. Rất khó khăn để đột phá khi mà vây quanh của Hoàng Đức là rất đông cầu thủ U22 Singapore. Ngọc Bảo. Thêm một đường truyền dài. Văn Hậu. Đúng là những đường truyền dài vẫn chưa có điểm rơi hợp lý cho các pha tăng tốc của Văn Hậu hay là Trọng Hoàng. Một hiệp đấu mà thủ thành Zafan vẫn chưa phải làm việc quá nhiều khi mà U22 Việt Nam vẫn đang chơi một cách chậm rãi. Rất có thể khi mà chúng ta đang chứng kiến rất nhiều những đường truyền dài sang hai biên cho Văn Hậu và Trọng Hoàng thì đó cũng là một mồi nhử mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn dành cho các học trò của huấn luyện viên Fadiamat. Đó không phải là những miếng đánh chủ đạo mà chúng ta vẫn thường thấy từ các đội bóng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Như chúng tôi cũng đã nhận định thì rõ ràng đây nhiều khả năng sẽ là một hiệp đấu để thăm dò dành cho U22 Việt Nam. Và những miếng đánh, những pha tấn công thực sự sẽ đến từ hiệp đấu thứ hai. Đây đã là phút thứ 42 màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng B mùng 4 tháng 5 SEA Games 30. Trọng Hoàng. Đường truyền hơi nhẹ dành cho Đức Chinh. Tình huống bất ngờ xông vào trung lộ của Trọng Hoàng. Những pha tăng tốc của các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn chưa thực sự đạt mức tối đa. Nhưng có lẽ vẫn là một hiệp đấu để các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo giữ sức cho 45 phút còn lại.
Faris. Trọng tài Asghanani của Kuwait đã thổ phạt thành chung. Ở trận đấu gần nhất gặp U22 Indonesia, thầy Thiền Trung cũng phải nhận một thẻ vàng từ rất sớm. Những điểm nhấn của trung vệ này đó chính là bàn thắng gỡ hòa một đều vào lưới của U22 Indonesia để mở ra một màn ngược dòng đầy ấn tượng của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đứng trước bóng vào lúc này đang là số 12 Siarun, phòng vệ cánh trái của U22 Singapore. Đường truyền vừa rồi đã không thể vượt qua được Triệu Việt Hưng. Giờ đây thì U22 Singapore chỉ trông đợi vào những tình huống truyền cố định như vừa rồi để tiếp cận khung thành của Văn Toản. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên và rất nhiều khả năng là hai đội sẽ hòa nhau khi bước vào giờ nghỉ. Hoàng Đức, đường truyền không tốt của Hoàng Đức. Iksan, Siarun, Faris. Lúc này thì Thành Trung vẫn đang chơi chắc chắn ở vị trí chốt chặn trước khung thành của Văn Toản. Gần như tất cả những pha lên bóng của Singapore đều không thể vượt qua được trung vệ này. Hạ Đức Chinh. Tình huống băng ra kịp thời của Văn Toản. Như vậy là thời gian cộng thêm của trận đấu sẽ là 1 phút. Hùng Dũng, Đưa Chuyên. Tình huống làm tường của Hà Đức Chinh. Và như vậy đã có tiếng còi của trọng tài. Đây có thể sẽ là pha tấn công cuối cùng của U22 Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên này. Người đứng trước bóng đó là đội trưởng Hùng Dũng. Chúng ta chờ đợi một đường truyền chính xác của Hùng Dũng hướng về vị trí của Hoàng Đức như cách anh đã làm tại trận đấu với Indonesia. Đâu? Tiếp tục sẽ có quả phạt góc dành cho U22 Việt Nam. Người đã có tình huống phá bóng đó là Irfan. Như vậy là trọng tài Eskanani đã không cho U22 Việt Nam được hưởng quả phạt góc. Ông đã cắt tiếng còi và đồng nghĩa là hiệp đấu đầu tiên đã dừng lại mà không có bàn thắng nào. Một hiệp đấu mà U22 Việt Nam đã chủ động chơi cẩn trọng, cùng với đó là việc triển khai bóng một cách chậm rãi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bình luận giữa trận đấu với biên tập viên Tuấn Lâm cùng hai vị khách mời. We thank you all for coming today and encourage you to visit the official SEA Games website, 2019seagames.com. Tôi quay trở lại với sân Rizal Memorial và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với hiệp đấu thứ hai, màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore trong khuôn khổ lượt đấu thứ tư bảng B của SEA Games 30. Và tiếng còi của trọng tài ông Eskanani đã vang lên. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì U22 Việt Nam sẽ bảo vệ phần sân phía bên tay phải, còn U22 Singapore bảo vệ phần sân phía bên tay trái mảnh nhỏ của chúng ta. Hiệp 1 đã dừng lại với tỷ số vẫn đang tạm hòa nhau không đều. Một hiệp đấu mà cả hai đội đã không tạo ra quá nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau. Vừa rồi là một đường truyền hơi khó với Ngọc Bảo. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng luôn biết rằng với huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông có rất nhiều sự chuẩn bị và có rất nhiều kế hoạch cho từng thời điểm cụ thể. Và chúng ta hãy cùng tin rằng ở trong hiệp đấu thứ hai này
U22 Việt Nam sẽ chơi khác, sẽ chơi tấn công đa dạng hơn và tìm ra được giải pháp để tiếp cận khung thành của thủ môn Zafan. Đã có tiếng còi của trọng tài Escanani. Vừa rồi là một tình huống mà Faris và Iksan đã tiếp cận được khu 16m50. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì có lẽ tình huống đáng chú ý nhất đó chính là đường truyền từ bên cánh vào trong của U22 Singapore và nó khiến cho Văn Toản phải phá bóng an toàn. Cũng trong hiệp đấu đầu tiên, U22 Việt Nam đã buộc phải có sự đổi người khi mà Quang Hải đã gặp vấn đề ở chân và người vào sân đó là Hùng Dũng. Hoàng Đức chỉ mới hiệp đấu thứ hai mà đã hai tình huống cầu thủ của chúng ta đã có những đường truyền không đúng địa chỉ. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, khi mà U22 Việt Nam đã chủ động chơi chậm thì những pha tấn công của U22 Singapore vẫn chưa tạo ra khác biệt bởi lối chơi có phần đơn giản. Hạ Đức Chinh pha lên bóng của U22 Việt Nam, vẫn là những đường truyền ở cửa ly ngắn và trung bình rất nhịp nhàng. Hạ Đức Chinh, Thanh Sơn, đây là Văn Hậu, đã bắt đầu xuất hiện những đường truyền ngắn và rất nhịp nhàng của U22 Việt Nam. Ở hiệp đấu đầu tiên thì Đức Chinh đã gặp nhiều khó khăn trước lối theo kèm rất sát của đội trưởng bên phía U22 Singapore, đó là Ivan. Các vị trí hỗ trợ của Đức Chinh cần phải chơi gần hơn để tạo ra được những đường truyền ngắn với tốc độ nhanh. Tình huống dâng cao vừa rồi là của số 6 Jacob Williams. Như vậy là trọng tài cũng đã xác định Jacob Williams là người đã phạm lỗi đẩy từ phía sau ở tình huống vừa rồi. Khi chọn Hà Đức Chinh là người đá cao nhất ở trận này thì chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo đã tính đến những pha tấn công trung lộ và những đường tấn công ở tầm thấp, chứ không phải là những pha tấn công ở tầm cao khi mà đối phương có những bài rất cao lớn. Tốc độ và khả năng di chuyển rộng của Hà Đức Chinh sẽ khiến cho hàng thủ của Singapore gặp nhiều khó khăn trong việc theo kèm và phán đoán hướng tấn công của U22 Việt Nam. Vừa rồi là lỗi của số 11, đó là Basia. Lúc này thì trên sân Rizal Memorial chúng ta cũng thấy là đang có khá đông cổ động viên của Việt Nam đến theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ. Một đường truyền dài vẫn là quá sâu so với đà băng lên của các cầu thủ tuyến trên. Ở những phút đầu của hiệp 2, chúng ta cũng đã bắt đầu thấy sự xuất hiện của những pha bàn bật nhỏ và nhuyễn giữa các cầu thủ áo trắng U22 Việt Nam. Chúng ta vẫn sẽ tin rằng sẽ có một sự thay đổi, một sự khác biệt lớn so với lối đá trong 45 phút vừa qua mà chúng ta đã theo dõi của hiệp 1. Cho đến lúc này thì các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa thực hiện được nhiều tình huống đe dọa khung thành của thủ môn Zafan. Và can thiệp kịp thời của Đức Chiến. Tiến Linh sẽ vào sân. Tiến Linh sẽ vào thay cho Thanh Sơn. Một quyết định cho thấy là quyết tâm có được bàn thắng vào lưới của U22 Singapore ở trận đấu này.
của đội song sát của U22 Việt Nam lại tiếp tục sát cánh với nhau ở trận đấu ngày hôm nay. Cũng giống như màn so tài gặp U22 Indonesia thì chính sự có mặt của Đức Trình và Tiến Linh ở phía trên đã gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của đối phương. Mặc dù không có được bàn thắng nhưng bộ đôi Đức Trình và Tiến Linh đã đóng góp rất nhiều trong lối chơi và trong chiến thắng của U22 Việt Nam. Việc bố trí bộ đôi Tiến Linh và Đức Trình trên hàng công cũng không nằm ngoài dự đoán đến từ vị huấn luyện viên người Hàn Quốc. Cả hai cho đến thời điểm này đã có 7 bàn thắng tại SEA Games 30. 4 bàn của Đức Trình vào lưới của U22 Brunei và cú hat-trick của Tiến Linh vào lưới của U22 Lào. Ở trận đấu gặp U22 Indonesia thì Tiến Linh ở những giây cuối cùng của trận đấu chỉ thiếu một chút chính xác nhưng là đã có bàn thắng thứ tư cho mình tại giải. Và pha bóng an toàn của Thành Trung. Khi mà Đình Trọng không thể tham dự kỳ SEA Games 30 ở Philippines lần này thì đó là cơ hội rất tốt để Thành Trung thực sự khẳng định được khả năng của mình. Trọng tài xác định là lỗi việt vị của các cầu thủ U22 Singapore. Cùng lúc này trên sân Binan thì trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Brunei đang có tỷ số là 4-0 nghiêng về cho các cầu thủ U22 Indonesia. Cơ hội cho Tiến Linh. Rồi. Và can thiệp của hậu vệ bên phía U22 Singapore đó là Tajeli. Những khoảng trống ở hàng thủ của U22 Singapore đã bắt đầu lộ ra. Mặt sân khiến cho bóng nảy và rất khó để Tiến Linh có thể khống chế được bóng một cách hoàn hảo trong tình huống vừa qua để có thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Nhưng đây sẽ là cơ hội. Một ảnh quen thuộc khi Hùng Dũng sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Cơ hội phản công cho các cầu thủ Singapore. Và cái bóng là của Hoàng Đức. Tình huống lùi về rất nhanh của số 14 bên phía U22 Việt Nam. Và Hoàng Đức cũng đã để bám rất sát pha đi bóng của Iksan. Và sẽ có một quả đánh biên cho các thủ áo trắng. Đó chính là sự khác biệt mà chúng ta đã được thấy từ sự thay đổi người thứ hai trong trận đấu này của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là sự có mặt của Tiến Linh. Đường chuyền của Trọng Hoàng. Tiến Linh không được. Đức Trình vừa rồi đã băng vào rất nhanh nhưng không thể tạo ra điểm cắt trước khung thành của U22 Singapore. Sự có mặt của cả Tiến Linh và Hà Đức Trình đang buộc hàng thủ của U22 Singapore bị phân tán sự tập trung. Sự lo lắng đang dần xuất hiện trên gương mặt của huấn luyện viên Fandi Ahmad. Đây chỉ mới là phút thứ 55 và chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để có được bàn thắng mong đợi vào lưới của đối phương. Và chạm bóng của Sun Kanaen. Hùng Dũng. Hùng Dũng đang thi đấu rất rộng. Siarun. Một pha gài người rất kín của Hùng Dũng nhưng không có lý do để trọng tài Askanani phải thổi phạt đội trưởng của U22 Việt Nam.
kinh nghiệm đến từ Thành Trung. Những tiếng cổ vũ vang lên rất lớn từ các khán đài của sân Busan Memorial. Chúng ta cũng thấy là sau khi vào sân thì Tiến Linh đã không chơi cắm như ở trận đấu với Indonesia, mà anh cũng đang di chuyển rất rộng, giặt ra hai cánh. Và trước đó ít phút thì chính Tiến Linh là người có pha giặt cánh, cùng với đó là một đường truyền tầm thấp vào trong cho Hà Đức Chinh. Rõ ràng chúng ta đã thấy được những điều chỉnh, những sự khác biệt của U22 Việt Nam khi bước vào hiệp đấu thứ hai này. Hoàng Đức. Đây là lúc mà U22 của Singapore bắt đầu cảm nhận được sức ép và họ đang phải từng bước lùi về phần sân nhà để hỗ trợ cho khung thành của Zafan. Văn Hậu. Truyền Việt Hưng. Trọng Hoàng. Vẫn là Trọng Hoàng. Hùng Dũng. Đưa chuyền. Rồi, quá đáng tiếc cho pha dứt điểm của Đoàn Văn Hậu. Đó là một pha dứt điểm bằng chân trái sở trường. Chỉ tiếc là điểm tiếp xúc bóng của Văn Hậu là không tốt. Nhưng dù sao chúng ta cũng thấy là đã bắt đầu có những pha lên bóng nhịp nhàng hơn, ăn ý hơn. Và những pha dứt điểm đã từ từ xuất hiện trước khung thành của Zafan. Và ông Fadermark chắc chắn có lý do để lo lắng. Trọng Hoàng rất cố gắng. Nỗ lực của Trọng Hoàng đã mang đến tổ tấn công cho U22 Việt Nam. Tiến Linh đang di chuyển rất rộng. Đoàn Văn Hậu, lối chơi đang rất dàn trải. Hoàng Đức vẫn còn. Đưa chuyền. Chỉ có một quả phạt góc dành cho U22 Việt Nam. Áp lực đang ngày càng lớn hơn về phía khung thành của Zafan. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều đang chờ đợi. Ở trận đấu với Indonesia thì những quả phạt góc từ cánh này của Hùng Dũng đã thực sự gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương. Thành Trung cũng đã lên tham gia tấn công. Cơ hội lên bóng dành cho Singapore. Pha xử lý của Faris. Vừa rồi là tình huống mà toàn bộ đội hình của Singapore đã lùi rất sâu về phần sân nhà, thế nên họ không thể tạo ra được một pha phản công. Tình huống tăng tốc. Người chiến thắng vẫn là đội trưởng Ifan. Ở hai bên cánh thì Trọng Hoàng và Văn Hậu lúc này đang hoạt động rất tích cực. Còn ở phía trong thì Tiến Linh và Đức Chinh đang thay phiên nhau giặt cánh. Triệu Việt Hưng. Về lý thuyết thì lúc này Việt Hưng đang là người đã thấp nhất ở hàng tiền vệ của U22 Việt Nam. Hoàng Đức. Những pha xử lý rất khéo léo trong phạm vi hẹp của Hoàng Đức. Rõ ràng khi mà các tuyến của U22 Việt Nam đang di chuyển linh hoạt sẽ khiến cho đối phương rất khó để bắt bài cũng như là phán đoán. Như vậy sẽ có quả ném biên dành cho U22 của Singapore. Trong khoảng 10 phút vừa qua thì áp lực lên phần sân của Singapore là rất lớn. Việt Hưng. Hạ Đức Chinh. Một mình Hạ Đức Chinh trong vòng vây cơ hội. Cơ vào. Rất đáng tiếc cho Tiến Linh. Nỗ lực của Hạ Đức Chinh trong vòng vây của ba đối phương, nhưng Hạ Đức Chinh vẫn chuyền được vào trong. Chúng ta cùng xem lại một pha tranh chấp rất dũng mãnh của Hạ Đức Chinh. Cơ hội là rất rõ ràng. Chỉ tiếc là pha dứt điểm đã trúng vào đối phương.
vẫn sẽ là hung dũng. Đánh đầu. Như vậy là trọng tài đã thổi phạt với Triệu Việt Hưng. Vừa rồi không phải lần đầu tiên ở giải đấu này mà Hà Đức Chinh và Tiến Linh đã tìm thấy nhau. Ở trận đấu với Indonesia thì cũng có tình huống mà Tiến Linh đã có đường truyền cho Hà Đức Chinh. Rõ ràng với việc bộ đôi tiền đạo này đang chơi tốt và ăn ý nhau, đó là một tín hiệu rất mừng cho U22 Việt Nam. Rõ ràng ở thời điểm này thì các học trò của Luyện viên Park Hang-seo đang nhận được rất nhiều sự tin tưởng đến từ người hâm mộ bóng đá nước nhà. Những gì mà U22 Việt Nam đang thể hiện ở thời điểm này đang giúp cho chúng ta tràn đầy niềm tin hơn bao giờ hết. Bóng đá Việt Nam sẽ có lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của đấu trường SEA Games. Là tình huống phạm lỗi của Văn Hậu. Đó là tình huống phạm lỗi đối với số 10 Faris của U22 Singapore. Sơ đồ 4-5-1 của huấn luyện viên Fadi Ahmad vẫn được duy trì cho đến thời điểm này của trận đấu. Nhưng ít nhiều thì các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tìm ra được những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của U22 Singapore. Đứng trước bóng đang là Tajeli. Có lẽ các học trò của luyện viên Fadi Ahmad và cả tập thể ban huấn luyện của U22 Singapore cũng đã nghiên cứu rất kỹ và họ sẽ rất muốn sử dụng những tình huống cố định để gây sức ép lên khung thành của thủ môn Văn Toản ở trận đấu này. Lại thêm một tình huống phạm lỗi của cầu thủ U22 Việt Nam, và lần này đó là Đức Chiến với Faris. Quả đá phạt ngay sát vòng 16m50 của thủ môn Nguyễn Văn Toản. Đây sẽ là thời điểm đòi hỏi sự tập trung cao độ từ các cầu thủ U22 Việt Nam. Đứng trước bóng sẽ là số 10 Faris. Askanani có đôi lời nhắc nhở với Ivan và Văn Hậu. Hai cầu thủ cao nhất của hai đội đang theo kèm nhau. Bóng đã được phá ra. Chế lại lối chơi bàn bật nhỏ đầy tốc độ của các cầu thủ U22 Việt Nam thì đội bóng đến từ đảo quốc sư tử U22 Singapore đang chơi với tốc độ khá chậm rãi, và họ rất muốn có những thời điểm sẽ giảm nhịp trận đấu lại. Không có lỗi của Việt Hưng, cơ hội phản công, đây là Hùng Dũng và qua người của Hùng Dũng. Sức ép đã được các cầu thủ áo trắng U22 Việt Nam giải tỏa rất nhanh chóng. Bây giờ thì các cầu thủ U22 Singapore sẽ tiếp tục lùi sâu về phần sân nhà. Văn Hậu, Việt Hưng,
Bảo, Văn Hậu, chuyền dài của Ngọc Bảo, chuyền hướng về pha di chuyển của Hà Đức Chinh. Hiện tại thì số 9 của U22 Việt Nam Hà Đức Chinh đang đóng vai trò là cầu thủ lôi kéo sự chú ý của cặp đôi trung vệ bên phía U22 Singapore. Vừa qua cũng đã có những tình huống mà Hà Đức Chinh lôi kéo các hậu vệ áo đỏ rất tốt để tạo khoảng trống cho Tiến Linh ở phía trong. Việt Hưng, quả đá phạt dành cho U22 Việt Nam. Rồi là tình huống phạm lỗi của số 7 là Zulkarnain. Thành Trung, Ngọc Bảo, Văn Hậu, rất hay, Đức Chinh. Đó là tình huống đập nhã rất ăn ý giữa Đức Chinh và Hoàng Đức. Văn Hậu, xử lý của Trọng Hoàng. Đây là Tiến Linh. Việt Hưng, đúc một không thật thuận lợi của Trịnh Việt Hưng. Bóng đã trúng vào chân của trọng tài Askanani và trọng tài người Kuwait buộc phải thay bóng. Siarun, Stewart, vẫn là các cầu thủ U22 Singapore. Zulkarnain, khả năng phối hợp nhóm của các cầu thủ U22 Singapore là khá hạn chế tại giải đấu lần này. Đấu đã bước sang phút thứ 70 và tỷ số vẫn chưa được mở. Không có tiếng còi, trận đấu vẫn tiếp tục. Và cũng không có gì khó khăn cho thủ môn Văn Toản. Trọng Hoàng, tài xác định Trọng Hoàng đã để bóng đi hết đường biên dọc. Sự thay đổi người cuối cùng của các cầu thủ U22 Việt Nam ở trận đấu này, Ngọc Bảo là người rời sân nhường chỗ cho Thanh Thịnh. Một sự tăng cường về tốc độ ở bên hàng lang cánh trái đến từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Thanh Thịnh là người đã đá chính trong trận đấu gặp U22 Indonesia. Siarun, Tiến Linh. Đường nhả bóng của Tiến Linh cho Thanh Thịnh lại hơi nhẹ. Bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Hà Đức Chinh vẫn đang hoạt động rất rộng. Tiến Linh, Tiến Linh đã quyết định đột phá tình huống vừa qua. Tình huống
chụp phải bàn ra rất xa của thủ môn Văn Toản. Nếu như U22 Việt Nam đã có 3 sự đổi người thì đoàn quân của ông Fandi Ahmad vẫn chưa có bất kỳ sự đổi người nào. U22 Singapore vẫn đang sử dụng những cầu thủ đá chính. Tình huống xử lý không thành công là của Zulkarnain. Nếu như trận đấu này dừng lại với tỷ số hòa 1-1 thì sau 4 trận đấu, U22 Việt Nam sẽ có 10 điểm và chỉ hơn 1 điểm so với U22 Thái Lan và Indonesia. Trọng Hoàng, Hà Đức Chinh, rất nhịp nhàng, đây là Hoàng Đức. Thanh Thịnh, đưa cho anh, nhưng đường truyền quá sâu của Thanh Thịnh. Trước đó thì số 2 của U22 Việt Nam đã có pha khống chế không tốt và đã khiến cho đường truyền trở nên khó khăn hơn. Phía trước của hai đội vẫn còn đến gần 20 phút nữa và đó vẫn là khoảng thời gian đủ để cho U22 Việt Nam tìm kiếm được bàn thắng vào lưới của Gia Phan. Trọng Hoàng, rất hay, vẫn là Trọng Hoàng, những pha đập nhã. Ở phía trong có Hà Đức Chinh, đường truyền tầm thấp. Đường truyền tầm thấp đã không thể vượt qua được Tajeli. Ở trận đấu với Indonesia thì Hà Đức Chinh là những người dạt cánh nhiều hơn. Nhưng trận này thì Tiến Linh mới là người đang di chuyển rất rộng. Ở phía trong thì Hà Đức Chinh sẽ chờ đợi những đường truyền căng ngang tầm thấp để băng cắt. Văn Hậu rất khéo léo, đó là Hoàng Đức. Hùng Dũng, rất đông cầu thủ của U22 Singapore. Thanh Thịnh, Văn Hậu rất nhịp nhàng, nhưng đường truyền ra của Hùng Dũng lại hơi mạnh. Chúng ta đã thấy những pha phòng tam giác 1-2 chạm rất nhịp nhàng của U22 Việt Nam. Vấn đề bây giờ chỉ là làm sao để tiếp cận được khung thành của Gia Phan. Và khi mà những tình huống bóng sống vẫn chưa thành công thì chúng ta cũng có quyền kỳ vọng vào một tình huống cố định. Người đá phạt sẽ là đội trưởng Hùng Dũng. Thành Trung cũng lên tham gia tấn công, cùng với đó là Tiến Linh và Văn Hậu. Đường truyền đến đâu, người chiến thắng vẫn là Yifan. Việt Hưng sẽ có quả ném biên dành cho U22 Việt Nam. Người đang bị đau đó là Yifan. Yifan với thể hình rất tốt vẫn là người thường xuyên chiến thắng trong những pha tranh chấp. Như vậy là đội trưởng của U22 Singapore đã cần đến sự chăm sóc của nhân viên y tế. Nếu như Yifan không thể chơi tiếp, đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn đối với đồng quân của ông Fandi Ahmad. Như vậy tạm thời thì U22 Singapore chỉ chơi với 10 người mà thôi khi mà Yifan đã tạm rời sân. Thành Trung, Trọng Hoàng, vẫn là Trọng Hoàng. Có vẻ như U22 Việt Nam đang từng bước tăng tốc trong lối chơi tấn công.
vẫn là những đường truyền điểm rơi không tốt ở tuyến sau. Faris. Nếu như vượt qua được U22 Singapore thì U22 Việt Nam sẽ có 12 điểm và sẽ có rất nhiều sự chủ động cho trận đấu cuối cùng với U22 Thái Lan. Lần này sẽ là một quả phạt góc bên cánh phải. Người đá phạt sẽ là Triệu Việt Hưng. Việt Hưng. No, không vào. Đó là pha không chiến của Đoàn Văn Hậu. Một tình huống mà cả Văn Hậu và Tiến Linh cùng bật lên. Rất tiếc là pha đánh đầu của Đoàn Văn Hậu bóng đi ra ngoài. Những pha dứt điểm của U22 Việt Nam vẫn chưa có sự chính xác cần thiết. Đây đã là phút thi đấu 78 rồi. Ở trận đấu giữa U22 Thái Lan và Lào thì U22 Thái Lan cũng đã có một trận đấu rất khó khăn, nhưng rồi vẫn giành chiến thắng ở những phút cuối cùng. Thanh Thịnh, nhưng đáng tiếc là pha khống chế bước một bóng lại hơi mạnh. Ở hàng phòng ngự của Singapore thì các vị trí đang bọc lót cho nhau rất tốt. Lần này người bị đau đó là Tajeli. Không, đó là số 12 Siarun. Có vẻ như Siarun đang bị căng cơ. Siarun và Irfan đang phải hoạt động rất vất vả trước những pha tấn công liên tiếp của U22 Việt Nam. Song song với trận đấu này thì trên sân Binan, tỷ số đang là 6-0 nghiêng về cho các cầu thủ U22 Indonesia trước U22 Brunei. Hai trận đấu cuối của các cầu thủ U22 Indonesia đều là những trận đấu dễ dàng. Chúng ta cùng xem bóng đây được trên. Không thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Đó có lẽ là tình huống can thiệp của đội trưởng Ivan. Tình huống phối hợp rất ăn ý giữa Đức Chinh và Tiến Linh. Và thoát xuống có đến hai cầu thủ U22 Singapore lao vào ngăn cản đối với số 9 của U22 Việt Nam. Hùng Dũng. Lại một lần nữa là tình huống can thiệp ban đầu của đội trưởng Nghi Phan. Trọng Hoàng. Và là bóng của Việt Hưng. Tiếp tục là Trọng Hoàng. Văn Hậu. Hoàng Đức. Quyết định xuất xa của Hoàng Đức. Quả ném biên cho U22 Việt Nam. Phải nói rằng đó là một trận đấu, đây là một trận đấu rất nỗ lực của các cầu thủ U22 Singapore và đặc biệt là đội trưởng Nghĩa Phan. Vọt sang ngang của Tiến Linh. Tiến Linh đã có một tình huống dậm nhảy rất tốt trước hậu vệ số 3 của U22 Singapore, đó là Mohamed Irfan.
Sóng gió đang tạm thời trôi qua trước khung thành của thủ môn Safan bên phía Indonesia, bên phía U22 Singapore. Thủ môn Văn Toản buộc phải lao ra khỏi vòng 16m50 và đó đều là những tình huống xử lý chắc chắn của thủ môn này. Trong một thế trận lớn nước của U22 Việt Nam thì những Văn Toản hay Bùi Tiến Dũng sẽ cần phải duy trì cho mình một sự tập trung rất lớn và sẽ phải thực sự sẵn sàng trước những cơ hội phản công nhanh của đối phương. Hoàng Đức, pha phối hợp giữa Tiến Linh và Hùng Dũng, đây là Trọng Hoàng, Hùng Dũng, cú sút, đó là cú ra chân của Hoàng Đức. Cầu thủ U22 Singapore lùi về rất nhanh trên phần sân nhà của mình. Đây là Văn Hậu. Và các bóng rất kịp thời của Thành Trung. Văn Hậu. Là cầu thủ U22 Việt Nam Việt Hưng, đây là Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tiến Linh, pha chạm bóng cuối cùng của Tiến Linh vẫn chưa mang lại hiệu quả cao nhất. Sẽ có một quả phạt góc tiếp theo dành cho U22 Việt Nam. Đã có những dấu hiệu thể lực đi xuống đáng kể của các cầu thủ U22 Singapore và đặc biệt là những cầu thủ ở hàng phòng ngự của đội bóng này. Việc nằm sân ở thời điểm hiện tại cũng là một cách để các cầu thủ U22 Singapore giảm nhịp trận đấu lại. Asia là cầu thủ vừa bị căng cơ. Như vậy là số 16 đó là Muhammad Naquidin sẽ là người vào sân thay cho Asia. Tình huống đã phạt góc. Văn Hậu đưa chuyền. Đâu? Lần này là Hà Đức Chinh. Và như vậy điều mà tất cả chúng ta chờ đợi đã đến. Phút 85 của trận đấu, Hà Đức Chinh một lần nữa cho thấy dù chiều cao không thực sự là quá nổi trội, nhưng điều quan trọng đó chính là chọn điểm rơi, chọn vị trí. Và Hà Đức Chinh đã mở tỷ số của trận đấu. Người đã có đường chuyền ban đầu đó là Đoàn Văn Hậu. Chúng ta cũng thấy là bàn thắng này có kịch bản rất giống với bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Văn Hậu là người đã xuất hiện ở cột xa và đánh đầu trả bóng vào trong. Chỉ khác biệt ở chỗ người dứt điểm thành bàn bây giờ là Hà Đức Chinh. Bàn thắng thứ 5 từ đầu SEA Games 30 của tiền đạo áo số 9 của U22 Việt Nam đến vào thời điểm rất quan trọng. Cuối cùng thì những nỗ lực của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã được đền đáp xứng đáng. Rõ ràng chúng ta không hề e ngại đối phương có lợi thế hơn về mặt thể hình hoặc có những trung vệ có chiều cao tốt, nhưng U22 Việt Nam đã tìm ra được ánh sáng từ một tình huống không chiến.
Đó cũng chính là những điểm mạnh mà chúng ta thường thấy từ Hà Đức Chinh. Không ít lần tiền đạo này có những bàn thắng rất quan trọng cho U22 Việt Nam. Chúng ta một lần nữa được xem lại quả đá phạt góc về phía xa của Triệu Việt Hưng dành cho Văn Hậu. Thủ môn Gia Phan đã chạm được đôi tay vào bóng, nhưng chừng đó là không đủ để tránh khỏi bàn thua cho các cầu thủ U22 Singapore. Và một lần nữa chúng ta lại phải ngã mũ thán phục của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dưới thời của ông thì cho dù gặp bất kỳ khó khăn hay là thế bất lợi nào, đội tuyển Việt Nam các cấp vẫn chơi một cách bình tĩnh, rất kiên định với lối chơi của mình và luôn tìm ra chiếc chìa khóa để mở trận đấu. Phút 85 của trận đấu, điều mà chúng ta đã chờ đợi quá lâu sau cùng cũng được đền đáp. Hà Đức Chinh, Hoàng Đức. Bây giờ thì tâm lý của U22 Việt Nam sẽ rất thoải mái. Vẫn là Hoàng Đức, Triệu Việt Hưng và đá từ xa. Một cú vuốt bóng bằng chân trái từ xa của Triệu Việt Hưng. Mé một chút nữa thôi thì tỷ số đã là 2-0. Đúng là khi tâm lý thoải mái thì U22 Việt Nam đang chơi rất bùng nổ. Một tình huống dâng cao của Triệu Việt Hưng và cùng với đó là một cú vuốt bóng bằng chân trái đầy cảm giác. 3 điểm đang đến rất gần với U22 Việt Nam. Hoàng Đức, bây giờ thì Hoàng Đức đang là người chơi gần nhất với Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Thanh Thịnh, vẫn là Hoàng Đức, tiếp tục là những pha xử lý rất cơ bản. Quá đáng tiếc cho pha băng vào của Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh đã băng vào chậm hơn một nhịp, nếu không thì có lẽ đã có thêm pha dứt điểm của U22 Việt Nam. Một đường truyền rất khó chịu của Hoàng Đức. Ở những phút vừa qua của hiệp 2 mà chúng ta đã theo dõi thì số 14 Hoàng Đức mới chính là người đóng vai trò kiến tạo lưới chơi của U22 Việt Nam. Mọi đường lên bóng của U22 Việt Nam đều qua chân của Hoàng Đức. Khi mà Quang Hải đang không có mặt ở trên sân thì vai trò của Hoàng Đức lại càng trở nên nổi bật. Một tình huống mà Hà Đức Chinh đã bị phạm lỗi. Hiện tại thì U22 Indonesia cũng đã có bàn thắng thứ 8 vào lưới của U22 Brunei. Nhưng có lẽ chúng ta cũng không quá quan tâm đến kết quả của trận đấu giữa Indonesia và Brunei. Chúng ta đang có được, các học trò của Việt Văn Sở đang có được một kết quả rất thuận lợi. Trận đấu đã bước sang phút thứ 90 và 3 điểm đang gần như sẽ nằm trong tay của U22 Việt Nam. Với bàn thắng mở tỷ số ở trận này thì Hà Đức Chinh cũng đã vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn thắng. Tình huống chuyền bóng từ rất xa của Siarun. Như vậy là bên phía U22 Singapore sẽ tiếp tục có sự đổi người. Người sẽ rời sân là Faris, còn người vào sân đó là số 21 Noor Lukman. Trước khi trận đấu giữa U22 Việt Nam và Singapore diễn ra thì tiền đạo Suphanas của Thái Lan cũng đã có 4 bàn. Tiến Linh. Như vậy là thời gian cộng thêm sẽ là 3 phút. 3 phút cho những nỗ lực giữ thành quả của U22 Việt Nam. Nhưng chúng ta sẽ cùng tiếp tục trông đợi vào bàn thắng thứ hai. Tiến Linh, Trọng Hoàng, vẫn là Tiến Linh, Hùng Dũng, và đi bóng của Hùng Dũng đã không thành công. Nếu như tỷ số này được giữ nguyên thì U22 Việt Nam vẫn sẽ là đội duy nhất toàn thắng tại SEA Games lần này. Hùng Dũng, chúng ta cũng thấy là
Hùng Dũng đã rất khéo léo. Phải cần đến 3 cầu thủ của Singapore mới cản phá được pha lên bóng vừa rồi của đội trưởng bên phía U22 Việt Nam. Thêm một quả phạt góc, và lần này người thực hiện là Hùng Dũng. Tâm điểm vẫn sẽ là Đức Chinh hay là Thành Trung, mà cũng có thể đó là Tiến Linh. Đánh đầu, vẫn là một tình huống hướng đến vị trí của Đoàn Văn Hậu. Thanh Thịnh, vẫn còn Hà Đức Chinh. Vẫn là Hà Đức Chinh. Những tình huống mà Hà Đức Chinh hay là Đỗ Hùng Dũng đang giữ bóng trong chân rất chắc chắn. Đây đã là phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, và U22 Singapore cũng có sự đổi người cuối cùng. Joshua Pereira là người vào sân để thay cho Stewart. Nếu có thể là sau trận đấu này thì U22 Singapore vẫn sẽ chưa thể ghi được bất kỳ bàn thắng nào tại kỳ SEA Games lần này. Vẫn còn rất nhiều việc mà ông Fadi Ahmad cần phải làm để giúp cho bóng đá trẻ của Singapore có một tương lai tươi sáng hơn ở trong thời gian tới. Hoàng Đức, những giây cuối cùng rồi, vẫn là Hoàng Đức. Thanh Thịnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng. Và đúng lúc này, tiếng còi của trọng tài ông Oscar Nani đã vang lên. Bàn thắng duy nhất của Hà Đức Chinh đã mang về trọn 3 điểm, cho U22 Việt Nam. Một trận đấu dù khó khăn nhưng cuối cùng các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng tìm ra cách để xuyên phá được khung thành của Japan. Như vậy thì U22 Việt Nam vẫn sẽ có một thành tích hoàn hảo sau 4 trận đấu, đó là 12 điểm tuyệt đối, và chúng ta đã có một bước chuẩn bị đầy chủ động cho trận đấu cuối cùng với U22 Thái Lan. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bình luận sau trận đấu với biên tập viên Tuấn Lâm cùng hai vị khách mời.